15S Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh YouTube của 15S Bình Dương nha. Thì bây giờ là 11:56. Thì các cô chú các chị thấy rất là đông bà con đến viếng mộ của cậu Năm. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 nha. Rồi con chào các cô nha. Dạ. Cô ơi, đoạn của mình là đi chung hay sao cô? Đi chung. Dạ. 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 Nhưng mà cũng chung luôn hả cô? Dạ. Nhưng mà chôn khác chỗ hả cô? Dạ. Đây là không có rồi. Cứ để cho vậy đi. Nè, nhưng vội vậy nè. Thì nó ghét chung với nhau thì nó phải chán. Chứ mình vội vậy cái em có nghe. Rồi chưa, đi ra chưa? Đi. Rồi đi, hơi ra lòng rồi đi. Dạ. Ê, anh dạo lấy nước. Có chưa? Dạ. Cảm ơn các cô. Dạ. Nha, giờ khỏe nha. Khỏe. Dạ. Rồi, yên tâm đi, bác rồi. Trời ơi, còn Hùng đúng không anh? Còn Thùng. Dạ, em chào cô ha. Rồi, con cảm ơn các cô, các anh, các chị rất là nhiều. Ôi, mới rồi đó. Đó, thì bây giờ các cô ra về. Thì bây giờ 15S sẽ quay trở lại mộ của cậu Năm nha. Đây là dù che xong xin gửi lại. Không biết đâu giờ tới cuối năm mình tìm được cái quạt chống cậu sao. Dạ. Rồi, nãy giờ cái quạt vàng chưa ai quạt cho cậu, để em quạt cho cậu. Con cây quạt mình xuống chợ lớn của Lục với. Quạt cho cậu mát. Ừ, chợ lớn mà có. Giây phút chia tay. Hay quá, hay quá. Vậy giống không à, cái quạt tím. Có giờ ha. Vậy, quạt tím nó tím giống không? Nè, giống luôn cái dù luôn. Dù luôn á, bộ ba đó. Ủa cây quạt đỏ này là cũ hay mới? Cũ. Sáng là. Ủa, tôi thấy chị bạc màu vậy. Màu đỏ nhớ sao thấy lâu rồi đó. Lâu rồi. Mới thèm để mới đem lên sáng đó chị. Có cái này quạt cũ nè. Cũ đúng rồi, bạc màu. Cái này nè, cái đỏ này nè. À, nó cái đỏ đó đó hả? Nó cái đỏ này nè. Tính nó cái này nè, nó cỡ lâu rồi. Cái này mới luôn nè, cái này mới nè, cũ. Tôi phải màu tím đó đó. Tím. Của em sáng mới đem lên á. Phải không? Thế. Cái này anh mua nhiêu cây anh? Ừ, đem vàng cho tối ông dưỡng đầu chả bạc tao không biết được chạy lên. Ừ, không anh có hỏi khách không? Tối gì vậy đó chả quạt tao chạy lên. Tao muốn giấu cái giá. À, giấu giá trị đúng không? Giá trị không cho biết. Không biết chị Úc Lan, chị Úc Lan biết cây gì không ha? Đây nè, chim cây bông hoàng yến. Chị nè. Cây hoàng yến, còn bông cây hoàng này, yến. Còn cây này. Nó là cây bông hoàng yến luôn nè chị. Cây này. Chứng minh là Bình Dương. Dạ. Quay đi chị quay chỉ nè. Bậy bạ. Tôi chỉ cho. Nè, đi, em ngồi xuống. Thấy đâu cái vụ che mất tiêu rồi. Em ngồi xuống đây, chị chỉ coi cho con chim nè. Đây, cái mỏ đúng không? Đúng không? Đây, nhìn, chị lấy cái tay ra. Nè. Rồi. Rồi cái màu của nó đúng không? Màu. Nè cái thân hình nó đúng không? Ừ. Đây nó đang sải cánh rồi đúng không? Ừ. Gọi là chim hoàng yến. Đúng rồi, chim hoàng yến. Nó còn trong truyền thuyết còn gọi nó là phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa. Ờ. Nó phụng lửa là dành cho nó lúc còn lớn. Là cây nào cũng y chang vậy hả? Ờ, nó có nè cái mỏ nè, cái này rõ nhất nè. Cái này cái mỏ này em thấy rõ không nè, cái mỏ nè, thấy không? Ờ. À. Thấy hình con chim đi lên không nè? Cái mỏ đó đúng không? Đúng rồi, đang cái mao nè. Để em coi vô giống mỏ. Ơi. Cái cây này mắc tiền lắm, khó tìm lắm, chim hoàng yến này. Cây này là tao mua chợ bông mới có nha. Cây hoàng yến này khó tìm lắm. Cái cô mà tóc dài. Nhưng mà chị biết cây này cái gì không? Mà nhiều người tóc dài biết đằng này. Cây này cây gì? Này giống lan rồi ta. Cây này là cây dương lúa. Dương lúa hả? Tại vì cái lá nó giống như lá lúa vậy đó, nè. Người ta cắt bớt cái lá rồi nha. Nó chắc như họ nhà của quê quệ quá. Họ lúa. Họ quệ. Tại nó tên là dương lúa mà. Ừ, nhưng mà cái họ đó. Mà sao hai cái cây này cùng màu ha? Cái họ thực vật của nó là họ huệ á, thấy không? Họ huệ á. Họ huệ. Cái gì? Họ huệ đứng dậy luôn đi, mệt quá nó huệ. Đây đốt nhang kìa. Chị đốt nhang đi chị. Cây nhang kia chị. Sao lên chị kìa. Bên đây.
bỏ qua đi. Khó bỏ qua đi. Tại mình học đại chứ phải đại học đâu, không biết. Hả? Học đại chứ phải đại học hả? Đại à. Có lớp 12 cái mê lấy chồng con nghỉ không học nữa. Đi lấy chồng. Bỏ giờ mà không xin được việc làm. Cho con cái bánh này tự. Cảm ơn cậu nha. Trời ơi, nựng coi nựng má nhỏ. Ôi thiệt chứ. À mấy cái ly này cháy hết rồi. Mình sẽ phải là không có văn quá. Bây giờ 15 mét sẽ quay lại cận cảnh cái quạt màu tím mà khán giả gửi tặng nha. Đây là cái quạt lông công thiệt nha. Đó, ở dưới là lông gì mình không biết, cái lông màu tím hay không biết lông đó lông gì. Nhưng mà cái lông ở trên á là cái lông công thiệt. Đây là công giả. Cô cũng có lông công giả anh. Giả đâu giả. Giả nhà biết lắm. Cô cái này là lông công thiệt nè cô. Có thấy đẹp không? Dạ. Còn đứa còn hai đứa còn đầu điếu. Hả? Hình như cái lông công thiệt nó không bay màu ha. Công thiệt công giả gì. Công thiệt á mình để bởi ra nắng mưa cũng sao luôn. Ừ, quạt này đúng chuẩn là đúng quạt nam nè, mà còn thêm mấy chữ tàu nữa ha, để về em viết chữ tàu lên ta. Thiếu mấy chữ này nè ha, thiếu chữ nè, thiếu con rồng nữa, thiếu con rồng, thiếu hai chữ tàu, thiếu con rồng này nè, quạt này mới đúng nè, nhưng mà thiếu con rồng thiếu mấy chữ tàu. Cái máy chuyện này cái máy cứ dễ vô. Tại cái này là quạt, quạt nguyên mẫu á. Bây giờ chỉ cần có một ông đồ lên là giống y chang mà. Có ông đồ đều giấy ra. Quạt này quạt đều vô giấy cà mưa chắc. Đẹp ha, quạt đẹp. Giấy hay giấy? Giấy. Giấy mà. Cái này là của ai ta? Người ta tặng. Có ai bên của thằng áo vàng đem lên. Mà không biết bệnh ha. Chứ em thấy quạt này cũng bền nè. Hôm nay còn cái quạt giấy hả, nó bị giải ha. Đốt rồi bữa đó nên bị đốt rồi. Không còn hai cây mà. Đốt luôn rồi. Đốt luôn hả? Nó lông công lông thiệt. Công thiệt còn này lông nữa, lông gì ta? Lông đó bị lông gì? Lông gì? Lông dịch. Lông dịch. Nè, mày giống không? Nó phủ màu đó nó. Ừ. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.